kẻ khát khao chiến thắng chính là những chàng trai đội tuyển quân khu 9 đang chuẩn bị tiếp cận đến vượt. Thành tích tốt nhất của đội tuyển quân khu 9 trong chặng 1 là 8 phút 35 giây, nghĩa là vẫn đang chậm hơn 1 phút so với đội tuyển quân khu 1, và chặng này thì hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến những màn đột phá đến từ đội tuyển quân khu 9. Những người khát khao chiến thắng bao giờ cũng có động lực rất là cao, và chúng tôi tin rằng là wow, súng địch đã nổ những cái phát để cảnh báo. Nhìn qua cảnh bến sông của trận thi đấu ngày hôm nay thì tôi chợt nhớ đến lời tuyên thệ chiến thắng của bộ đội ta trong chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn Cẩm Hà ngày 25 tháng 9 năm 1962. Đó là vượt sông Tiên, chỉ tiến không lùi. Và các chiến sĩ của đội tuyển quân khu 9 đang rất nhanh chóng cơ động vượt sông thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Vượt sông Tiên chỉ tiến không lùi, mỗi một cái trận đánh thì đều có những cái lời hô quyết tâm như vậy để tăng thêm nhuệ khí cho các chiến sĩ khi chúng ta bơi qua những cái dòng sông vô cùng nguy hiểm như thế này, khi mà địch vẫn tiếp tục bắn pháo trên sông hoặc là có thể có những cái phát đạn phi vu vơ như gây thiệt hại chúng ta, đúng không? Đội hình bơi của đội tuyển quân khu 9 thật đẹp ạ. Rất là đẹp. Sông nước cũng chính là một trong những cái vật cản tự nhiên, và khi mà địch đóng quân thì chúng cũng lợi dụng cái địa hình địa vật như là sông hoặc là đồi núi để ngăn chặn quân ta tấn công hoặc bao vây, và nhiệm vụ của chúng ta lại chính là tận dụng những cái địa hình địa vật này để có thể tiếp cận một cách bí mật và bất ngờ nhất, đúng không đồng chí Phạm Thị Phúc? Địa hình địa vật là những cái chướng ngại vật tự nhiên, các đồi núi, sông suối. Địa vật thì có thể là cành cây đổ, vách đất ngăn cản đối phương tiếp cận vào. Vâng, và ở đây trên sông này chúng ta cũng nhìn thấy những cánh bèo tây, đó cũng chính là địa vật, đúng không, để có thể ngụy trang cảnh giới chúng ta. Có một câu chuyện rất là vui là bộ đội ta hay lợi dụng những cái tảng bèo này để có thể tiếp cận qua bến sông an toàn. Và có một lần trong một cái cuộc tập luyện như thế này, có hai đồng chí đã đi cái tảng bèo thì một chiến sĩ cảnh giới hỏi là ai, bèo hay người? Thì ở dưới bèo nói rằng là người, người thì vào đây. Đó chỉ là một câu chuyện vui trong diễn tập thôi. Bèo nói là người ạ. Người thì vào đây. Xin đính chính lại là bèo hay người? Bèo trả lời là bèo. Bèo thì vào đây. Thì bèo biết nói. Thế còn với các chiến sĩ đang vượt sông như thế này thì cái việc tuyệt đối giữ an toàn là điều rất là quan trọng. Vâng. An toàn bí mật, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì họ còn phải giữ cho bao gói đựng vũ khí trang bị này được khô ráo. Đây là một cái bao gói được làm bằng mảnh tăng, đúng không? Có nghĩa là một mảnh ni lông. Đây là một mảnh ni lông thường che trên võng của người chiến sĩ khi người chiến sĩ trú quân dài ngày ở trong rừng, để có thể mà gói được một cái bao gói đảm bảo không bị ngập nước trong quá trình cơ động dưới sông, thì đòi hỏi người chiến sĩ phải luyện tập thao tác này rất là nhiều. Đây cũng là một kỹ thuật tất yếu của người chiến sĩ cần có trong tác chiến. Còn bây giờ thì là chúng ta đã tiếp cận được bờ, và các chiến sĩ của quân khu 9 thì đã chuẩn bị để mang